Hàng hóa ướt hết trước rồi. Đây là cái này là rồng, tức là săn vây đấy, vây lọc là tầm 20 người đến 25 người. Và này bằng mía thì là tầm lỗ 7-8 người. Cái này kia là cái bàn kia là cũng lớn này, là số ngày tới 50 triệu. Tức là ngày 50 triệu. 40 triệu, 30 triệu vẫn đang, tầm có 20 triệu, 2 nữa là tầm có 20 triệu, hơn 50 triệu. Thường khi là mỗi ngày đi là 5 giờ sáng là đến 3 giờ chiều về, cũng không phụ thuộc là 3 giờ chiều hoặc là 4 giờ. Nhưng mà thường mà một ngày thì đánh 3 mỉa đến 4 mỉa mà trong cái bằng dùng xăm thì là tầm 20 nhân công, 20 đồng ấy. Mà thời tiết thuận lợi thì nói chung là mà để mà đánh liên tục đó, thì thường là không thể nói là chia ra lao động thì cũng được một triệu đến 1,5 triệu các bạn, nên là thời tiết thuận lợi. Hàng hóa ướt hết trước rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.